em về siêu phẩm cho khách nè. Trời ơi, mẫu vải Latin quần đùi nha khách. Pyjama Latin quần đùi quả tiết. Quả tiết này nó đẹp nhức nắp luôn, đẹp muốn xỉu luôn vậy đó. Mấy chị mua đi, em đảm bảo mấy chị là không làm mấy chị thất vọng đâu. Trời, trái tim này ngọt ngào quá. Toàn là màu đẹp không, toàn là màu xinh không. Chưa nha, nhân viên là không có bán cho nha, bán cho khách trước nha. Trời, chưa gì hết trơn, mấy đứa nhân viên em nó địa đó, cho khách lựa trước rồi mới bán nhân viên, và nhân viên mua bán lẻ, khách mua thì bán sỉ đó. Tay dơi, chưa gì nhân viên em mới địa trước rồi đó mấy chị. Rồi. Đó, 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 không có bán cho con Yến nghe, quần đùi, giải Latin. Trời ơi, ê, sắp sắp lên em, nhìn cái quần ship dìm với bộ đồ quá. Để xéo xéo qua đây nè. Để qua đây nè, đó, nó mới đẹp. Dìm đồ quá, đẹp quá mấy chị ơi. Form này nó hơi to nha mấy chị. Form này chắc cũng phải tầm 45kg nếu mà thích mặt rộng rộng nha. Còn 65kg mặt cũng vừa nha, vải Latin nè. Trời ơi, nó đẹp. Không ra màu, không đổ lông, giặt máy vô tư nha. Máy giặt của chị nào mà nó quấn nhiều lớp á, giặt cũng được luôn. Nhưng mà em không biết ra còn bộ đồ mặc không thì không biết. Sợ nhiều khi giặt hoặc quấn quá thì nó cách thôi. Em nói giỡn chứ máy nhà em giặt đó là quấn nhiều lớp, lấy ra nó vẫn không nhăn gì hết nha mấy chị. Máy chất liệu Latin này nè, giặt vô tư luôn, không nhăn, không nhăn rồi không hư đồ. Đường mai kìa, để chị thấy không, nó mai cái đường chỉ này không biết diễn tả sao, nó đẹp quá, em hết biết gì nói luôn. Trời, trái tim nè. Form là chắc từ xa 45 đến tầm 65kg nha mấy chị. 45kg thôi mấy chị thích mặt rộng á nha, mắt rộng thoải mái á, tay dơi, có hai túi như vậy đó. Đường mai đây. Nó có dư dư chỉ một tí á, thợ cắt á, còn sót á thì mấy chị về mấy chị cắt giúp em nha. Tại đồ mai chợ mà nhiều nhiều khi nó cũng sót sót vài cọng chỉ á, mấy chị thông cảm cắt giúp em nha. Đó. Quả tiết này em nói mấy chị là bán quanh năm suốt tháng, không bao giờ lỗi mốt, không bao giờ lỗi thời luôn. Chị đang quay video mấy đứa ơi, cự lộn mấy đứa. Trời ơi, nó cự lộn nha, mấy chị ơi thông cảm nha. Khách nó gửi hàng cho khách mà khách chưa nhận được hàng, nó cự lộn mới đòi phiếu. Trời ơi, đẹp nhất nắp. Đẹp nhất nắp mấy chị ơi. Em hình lên hình với là ở ngoài quay video nè. Trời, sao cái quần xấu quá vậy, làm xấu quá vậy em. Quần có túi nha mấy chị, đường mai kỹ nha. Đường mai quần đái à, đạp 2-3 lớp không à. Rồi chuẩn bị mẫu kia đi em. Đạp kỹ lắm mấy chị ơi. À, thấy đường mai không, người ta làm rất là kỹ luôn. Quần có túi không? À em, mấy chị ơi cho em nói nhầm nha. Cái quần mẫu này là nó không có túi nha. Nhưng mà cái áo này nó có túi nha mấy chị. Xin lỗi mấy chị nha, em nói nhầm nha. Trời ơi, sao mà nó đẹp dữ gì không biết luôn á. Phải giấu lại mặt mới được mấy chị. Mấy chị nào mua hàng thì inbox cho em sớm nha, để còn đủ bông nha. Em nói mấy chị mới tập bán thì cứ thử kinh doanh Pyjama của bên em đi. Bán quanh năm suốt tháng, không bao giờ lỗi thời, không bao giờ lỗi mốt. Bông này ra bán hết, bán bông khác, không bao giờ rớt lại bộ nào đâu. Mà ví dụ như còn rớt vài bộ mình bán sale rẻ là cũng rất là dễ bán luôn. Mấy chị mà mới kinh doanh á, không biết bắt đầu từ đâu á, thì bắt đầu từ Pyjama giúp em nha. Cứ theo em đi, em đảm bảo không làm mấy chị thất vọng đâu.